Hoan nghênh quý vị đón xem bản tin tiếng Việt ngày 21 tháng 11 của đài truyền hình BTS Đài Loan. Thưa quý vị, thời điểm gần cuối năm, thường xuyên xảy ra các vụ vi phạm lái xe sau khi uống rượu. Trong đó có khá nhiều người vi phạm là lao động di trú. Vừa qua tại Tân Bắc, cảnh sát đã bắt giữ được một lao động di trú người Việt lái xe sau khi uống rượu. Người này không những không có bằng lái, mà trong xe còn lục soát được ma túy. Sau khi điều tra phát hiện, người này là lao động mất liên lạc và hiện đang bị truy nã vì dính líu đến 3 vụ án hình sự. Giữa đêm khuya, xe cảnh sát hú còi liên tục, rượt đuổi theo sau chiếc xe chạy từ Ủ Của đến Lĩnh Khô. Tài xế không chịu dừng lại còn tăng tốc phóng nhanh bỏ chạy. Cuộc rượt đuổi này kéo dài đến 40 phút. Một cặp đôi mang quốc tịch Việt Nam bị sa lưới vào lúc 11 giờ đêm ngày 18 do không bằng lái điều khiển xe sau khi uống rượu, không mở đèn pha và bỏ chạy khi bị chặn kiểm tra. Người lái xe này không những là lao động mất liên lạc gần 2 năm nay mà còn dính líu với nhiều vụ án hình sự. Trước đó, cảnh sát thành phố Đài Bắc còn phát hiện một lao động nước ngoài khác điều khiển xe máy ở gần cây cầu Mai Xoay Di. Qua kiểm tra nồng độ cồn vượt mức, anh ta thú nhận đêm hôm qua có uống rượu trái cây, tưởng chừng đã hết say nên mới ra ngoài. Thống kê con số xử phạt trong 9 tháng đầu năm nay đã vượt hơn 46.000 người. Cho dù là lao động nước ngoài hay công nhân Đài Loan, không nên điều khiển xe sau khi uống rượu bia. Đừng lấy mạng sống của mình và của người khác ra làm trò đùa. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng đón xem những diễn biến kịch tính trong cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan. Trong khi kế hoạch liên danh của Đảng Quốc dân và Đảng Dân chúng hiện vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, thì phía Đảng Dân Tiến đã có động thái mới. Hôm qua, ứng cử viên Tổng thống thuộc Đảng Dân Tiến, ông Lại Thanh Đức, tuyên bố bà Tiêu Mỹ Cầm sẽ là người đồng hành trong cuộc đua chạy vào phủ Tổng thống. Hôm nay, cả hai đã hoàn tất thủ tục đăng ký và trở thành tổ hợp ứng viên chính thức đầu tiên. Trong tiếng hô hào ủng hộ, ông Lại Thanh Đức và bà Tiêu Mỹ Cầm thuộc Đảng Dân Tiến sáng nay đã đến Ủy ban Bầu cử Trung ương đăng ký là nhóm ứng viên đầu tiên hoàn thành thủ tục đăng ký tranh cử Tổng thống, Phó Tổng thống nhiệm kỳ thứ 16 của Đài Loan. Bà Tiêu Mỹ Cầm vừa về nước sau khi rời khỏi chức vụ đại diện văn phòng Đài Loan tại Mỹ. Bà nói đùa vẫn còn đang phải điều chỉnh lại múi giờ. Còn ông Lại Thanh Đức thì vô cùng phấn khởi cho biết cả hai đều quyết tâm và tự tin ra tranh cử. Về phía Đảng Quốc dân và Đảng Dân chúng, kế hoạch liên danh hai đảng ra tranh cử vẫn chưa tìm được sự đồng thuận chung. Ông Hồ Hữu Nghi, Đảng Quốc dân một lần nữa kêu gọi ông Kha Văn Triết của Đảng Dân chúng cho biết sẽ chờ đến giây phút cuối cùng. Còn phe Đảng Dân chúng thì nhấn mạnh sẽ cùng nỗ lực nếu ông Kha Văn Triết đảm nhiệm vai trò chính khi kết hợp tranh cử. Trước khi thời hạn đàm phán kết thúc sẽ tiếp tục trao đổi với Đảng Quốc dân. Quy định mới cấm hút thuốc lá ở khu vực ngoài trời đã được thực thi từ ngày 15 tháng 11. Theo đó đã mở rộng phạm vi cấm hút thuốc bao gồm tại công viên quốc gia, khu phong cảnh và công viên xanh. Tổng cộng có 169 địa điểm cấm hút thuốc lá. Người vi phạm sẽ chịu mức phạt 10.000 đại tệ. Tại Đài Loan vào cuối tuần hoặc vào ngày nghỉ, những gia đình thường đi dã ngoại để tận hưởng không khí trong lành, nhưng sợ nhất lại bị ngửi thấy mùi khói thuốc. Để tạo ra môi trường du lịch lành mạnh cho người dân, Bộ Y tế phối hợp sửa đổi luật phòng chống tác hại thuốc lá, mở rộng khu vực cấm hút thuốc với tổng cộng 169 địa điểm, bao gồm công viên quốc gia, khu vực vui chơi và công viên xanh. Phát lệnh mới này chính thức được thực thi từ ngày 15 tháng 11, nếu vi phạm sẽ chịu mức phạt cao nhất là 10.000 đại tệ. Sở chăm sóc sức khỏe quốc dân thống kê những nơi công cộng thường xuyên xuất hiện người hút thuốc được xếp thứ tự lần lượt là trên đường phố, vỉa hè, khu vực ngoài trời chiếm tỷ lệ 24,5%, công viên và khu phong cảnh 6,3%. Ngoài ra công chúng cũng hy vọng sau này có thể mở rộng khu viên cấm hút thuốc ra đến khu vực chợ đêm và khu thương mại vào ban ngày, nhưng ở khu thương mại thì cho rằng rất khó thực thi. Từ 9 năm trước, chợ đêm Ninh Sa đã trở thành khu chợ đêm cấm hút thuốc đầu tiên trên toàn quốc, tức là bắt đầu từ 6 giờ tối đến 12 giờ đêm có chia ra khu vực cấm hút thuốc hoàn toàn. Cục Y tế thành phố Đài Bắc cũng thường xuyên cử nhân viên thanh tra đến khuyến cáo, nếu không tuân thủ sẽ bị xử phạt. Tuy nhiên, nếu muốn kiểm tra giấy tờ cần phải có sự hỗ trợ của cảnh sát tại hiện trường, điều này rất hao tốn nhân lực. Vì thế, muốn mở rộng và triển khai chiến dịch cấm hút thuốc lá tại các chợ đêm và khu thương mại trên toàn quốc thì cần phải đưa ra biện pháp đồng bộ, bằng không rất khó thực thi. Dịch bệnh đã khiến cho mô hình làm việc từ xa trở nên phổ biến. Sau dịch, vẫn có 1/4 doanh nghiệp cho nhân viên làm việc từ xa. Nhưng các công ty nhân lực cho rằng,
Mô hình làm việc từ xa mặc dù là giúp cho người lao động tiết kiệm được thời gian đi lại, nhưng trường hợp nếu xảy ra tai nạn nghề nghiệp trong lúc làm việc từ xa, thì việc xác định trách nhiệm thuộc về ai sẽ là một vấn đề rất lớn. Trong thời gian xảy ra dịch COVID, nhiều doanh nghiệp lo ngại bị lây nhiễm cúm nên đã điều động nhân viên ở nhà làm việc từ xa. Nhưng sau đại dịch vẫn có doanh nghiệp tiếp tục thực thi chế độ làm việc từ xa, thậm chí mô hình làm việc từ xa còn trở thành điều kiện phúc lợi để tuyển mộ nhân tài. Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung Hoa từ hơn 2.000 bản thăm dò phát hiện, nhiều người làm việc từ xa cho rằng thông qua mô hình làm việc này giúp họ có thêm thời gian chăm sóc gia đình, vừa tiết kiệm thời gian đi lại. Tuy nhiên, đối với cấp quản lý và nhân viên lại có cách nhìn khác nhau về đánh giá hiệu suất và thành tích công việc, cũng như vấn đề bảo mật thông tin. Chuyên gia quản lý nhân lực nhắc nhở, khác với mô hình truyền thống, những cuộc họp trực tuyến thuộc mô hình làm việc từ xa buộc phải tăng thêm rất nhiều thời gian trao đổi. Ngoài ra, cần phải chú ý thêm vấn đề tai nạn nghề nghiệp. Chuyên gia cho rằng phải thông qua sự đánh giá hợp lý về hiệu suất và thành tích cũng như mô hình xã hội hoàn thiện mới có thể đảm bảo mô hình làm việc từ xa không ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, đưa chế độ làm việc từ xa trở thành một hình thái việc làm mới trong tương lai. Ga tàu Chushan thuộc tuyến đường sắt núi Alishan là điểm đường sắt cao nhất Đài Loan. Sau 3 năm, công trình cải tạo cuối cùng đã hoàn công và đưa vào hoạt động. Lễ khánh thành ga tàu đã diễn ra vào hôm qua. Công trình đặc biệt giữ lại nguyên vẹn sân ga hình cung vốn có để tiếp tục truyền nối giá trị văn hóa của đường sắt Đài Loan. Chuyến tàu chào mừng J-31 chạy bằng động cơ hơi nước có tuổi đời hàng trăm năm từ từ di chuyển vào sân ga Chushan. Đợt cải tạo lần này giúp cho ga Chushan mang lại 5 kỷ lục hàng đầu cho tuyến đường sắt núi Alishan. Không những là điểm đường sắt cao nhất so với mực nước biển, đồng thời còn là ga tàu có chức năng trữ nước đầu tiên của Đài Loan. Ngoài ra cũng được đánh giá là ga tàu trên núi đầu tiên đạt tiêu chuẩn kiến trúc xanh EEWH cấp kim cương và là ga tàu đầu tiên sử dụng hệ thống chiếu sáng công nghệ sinh thái thông minh. Bắt đầu từ hôm nay, tuyến tàu ngắm mặt trời mọc sẽ khôi phục lại trạm dừng tại ga Chushan. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tiếng Việt ngày 21 tháng 11 của Đài truyền hình BTS Đài Loan. Phần cuối của bản tin, xin mời quý vị đón xem những hình ảnh lễ hội khinh khí cầu ở Mexico. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.